Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 24 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đảng ủy quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh giao ban công tác với các sở ngành và các huyện, thị xã, thành phố. Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2020. Giáo dân giáo xứ Lực Điền, xã Minh Châu chung tay xây dựng nông thôn mới. Các đội thiện nguyện điểm tựa cho người nghèo. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu 3, Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 2019, Đảng ủy quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, chỉ đạo cấp huyện hoàn chỉnh đề án xây dựng công trình phòng thủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tổ chức hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập quốc phòng, lực lượng quân sự phối hợp với lực lượng công an thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất giải quyết hiệu quả các vụ việc, không để bị động bất ngờ. Công tác chính sách hậu phương quân đội được đẩy mạnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ nhấn mạnh, thời gian tới Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong Đảng, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ chiến sĩ tại các di tích, địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng trong sáng nay, đến dự hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả tuổi trẻ trong tỉnh đã đạt được trong năm 2019. Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 10.000 ý tưởng sáng kiến để cập nhật vào Ngân hàng Ý tưởng Sáng tạo của Trung ương đoàn. 21 trên 21 đơn vị thực hiện cắn biển công trình thanh niên cấp huyện và trên 1.000 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở đăng ký đảm nhận, trồng mới trên 29.000 cây xanh, xây dựng 39 điểm vui chơi trong toàn tỉnh. Các hoạt động an sinh xã hội cũng được các đơn vị triển khai tích cực. Thanh niên cũng là lực lượng xung kích đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh trật tự, góp phần tích cực vào thực hiện hiện đại hóa và công nghiệp hóa của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, trong thời gian tới, tuổi trẻ tỉnh nhà cần có những phong trào hoạt động mang dấu ấn và thực hiện thành nếp, đặc biệt cho phong trào tuổi trẻ Hưng Yên, sáng tạo khởi nghiệp. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cần có cơ chế giúp đỡ đoàn viên thanh niên về mặt ý tưởng, nhất là ở khối thanh niên nông thôn và trường học. Cần quan tâm và tích cực hơn nữa trong phong trào thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới chất lượng cao, tiếp tục chú trọng công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tăng cường kết nối mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường, xã hội, giúp đoàn viên thanh niên có định hướng rõ ràng, tự tin hội nhập. Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp giao ban công tác với sở ngành và các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phiên họp đã thảo luận cho ý kiến về các nội dung công tác thanh tra năm 2020, ban hành quy định về văn hóa, công vụ trong các cơ quan nhà nước, hợp nhất bộ phận sự nghiệp bảo vệ môi trường huyện, thị xã vào hạt giao thông huyện, thị xã, đội trật tự đô thị thành phố vào hạt giao thông thành phố. Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá và xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận, thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Hưng Yên, xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học và công nghệ. Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh, công tác thanh tra năm 2020 phải tập trung vào những vụ việc có địa chỉ, nội dung cụ thể, tránh tình trạng thanh tra nhiều chồng chéo. Quá trình thanh tra phải nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu ngăn ngừa sai phạm là chính. Thanh tra tập trung vào các lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, thị trường tân dược, tài nguyên môi trường, an toàn giao thông, thuế, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức.
Về công tác nội vụ, đồng chí nhất trí việc hợp nhất đơn vị sự nghiệp môi trường vào hạt giao thông các huyện, thị xã, thành phố, thành lập hiệp hội du lịch tỉnh. Các địa phương cần đẩy nhanh thành lập doanh nghiệp du lịch để thúc đẩy hoạt động du lịch của tỉnh. Về lĩnh vực khoa học công nghệ, các tiêu chí hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ cần cụ thể ưu tiên các lĩnh vực có tính ứng dụng cao và thực tiễn. Sáng nay, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dự hội nghị trực tuyến tư pháp năm 2020. Năm 2019, Bộ Tư pháp và các bộ ngành đã tích cực hoàn thiện tham mưu cho Chính phủ, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 18 dự án luật và nhiều nghị quyết. Các công tác tư pháp khác như hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, con nuôi, lý lịch tư pháp, bổ trợ pháp lý, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hòa giải ở cơ sở, tiếp tục có những chuyển biến rõ nét, đóng góp tích cực vào quá trình cải cách tư pháp, mang lại nhiều lợi ích cho người dân hơn. Nhiệm vụ trọng tâm của ngành tư pháp trong năm 2020 được xác định là nâng cao hiệu quả tham mưu của Bộ Tư pháp để giúp Chính phủ hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn liền tổ chức thi hành pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp, nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, chú trọng xây dựng các phòng công chứng, trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành các đơn vị tự chủ về chuyên môn nghiệp vụ. Sáng nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh đã về thăm và kiểm tra tình hình chuyển đổi nông nghiệp tại huyện Phù Cử và huyện Kim Động. Sau khi đi thăm, các mô hình chuyển đổi trồng cam, bưởi tại xã Đồng Thanh, huyện Kim Động và cam Hưng Yên tại Hợp tác xã Nông nghiệp Ngũ Phúc, xã Tam Đa, huyện Phù Cử, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá cao sự chỉ đạo sản xuất nông nghiệp nói chung và việc chuyển đổi cây ăn quả của tỉnh Hưng Yên nói riêng, biểu dương những nông dân chịu khó, ham học hỏi và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mạnh dạn khai thác thế mạnh đất đai để đầu tư phát triển các diện tích cây cam, cây bưởi theo hướng sản xuất sạch. Tuy nhiên, để tăng sức cạnh tranh và giá trị cho cây có múi, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến khích bà con nhân dân khai thác sử dụng các loại phân bón hữu cơ an toàn, xây dựng các mô hình cam chất lượng cao gắn với tiêu thụ sản phẩm nhằm phát triển cây cam một cách bền vững. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần mở thêm lớp tập huấn về kỹ thuật trồng chăm sóc cho bà con nông dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019-2020. Đây là phiên họp đầu tiên sau khi hợp nhất Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh theo quyết định số 1761 ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thành lập Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh. Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự ủy viên Ủy ban Kiểm tra, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2019-2020. Thông qua các dự thảo về quy chế, chương trình làm việc, quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025. Dự thảo đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, các đảng bộ, chi bộ cơ sở tập trung lãnh đạo, hoàn thành tốt công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ đảng viên, chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, chú trọng lãnh đạo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị. Nhân dịp lễ Noel năm 2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đi thăm và tặng quà cho một số hội đồng giáo xứ trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến chúc mừng giáo xứ Trung Châu, xã Đồng Kết. Tại các giáo xứ, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thăm hỏi và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới hội đồng giáo xứ, ban hành giáo, các vị chức sắc của giáo xứ. Chúc các giáo xứ cùng các giáo dân đón lễ Noel vui tươi, lành mạnh, an lành, hạnh phúc và mong muốn đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy truyền thống, đại đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau vươn lên xóa đói giảm nghèo, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, đoàn kết lương giáo, tích cực tuyên truyền vận động con em giáo dân thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự, hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thôn Lực Điền, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ có chưa đầy 600 nhân khẩu nhưng có tới 3 tôn giáo được công nhận và hoạt động là Thiên Chúa giáo, Đạo Tin Lành và Phật giáo.
Với tình đoàn kết gắn bó, đồng bào Công giáo đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay xây dựng khu dân cư khang trang, đổi mới, không có tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự. Toàn bộ 150 triệu đồng kinh phí làm mới, trang bị đèn chiếu sáng tại ngõ xóm này do bà con giáo dân đóng góp. Ban đầu kinh phí được chia đều cho tất cả các hộ dân, nhưng với tinh thần đoàn kết đùm bọc, những hộ có điều kiện kinh tế đóng góp nhiều hơn các hộ khó khăn. Có những hộ ủng hộ từ 15 đến 20 triệu đồng như hộ ông Nguyễn Văn Phùng, Nguyễn Văn Cát, Nguyễn Văn Mạnh. Thứ nhất là có sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền, nhất là trực tiếp là ủy ban xã phát động, thì cái người dân người thấy rằng cái này nó là cái bổ ích, nó là tốt, thì người ta hào hứng và tham gia nhiệt tình cùng nhau bàn bạc thống nhất là góp vào làm thôi. Song song với xây dựng hạ tầng cơ sở, những năm gần đây, giáo xứ Lực Điền đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang phát triển dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp giúp cho đời sống giáo dân được nâng cao. Đồng thời, giáo xứ cũng tích cực thực hiện các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo. Ngoài mức hỗ trợ 300.000 đồng một tháng, vào dịp lễ Giáng sinh, Tết Nguyên đán, hội đồng giáo xứ đều tổ chức thăm hỏi tặng quà hộ khó khăn, người cao tuổi trên địa bàn, đồng thời hỗ trợ sinh kế. Giáo xứ Lực Điền cổ vũ cái tinh thần đoàn kết, hiệp nhất giữa lương giáo, đạo đời, sống tốt đạo, đẹp đời. Không chỉ xây dựng nếp sống văn hóa mới mà còn thực hiện giữ gìn cái môi sinh môi trường. Xây dựng giáo xứ, xây dựng quê hương và xây dựng đất nước. Các giáo dân là rất là chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, mọi quy định của địa phương. Trong năm 2019 không có đơn thư khiếu kiện, mọi cái kế hoạch chỉ tiêu các cấp giao, giáo dân của thôn Lực Điền chấp hành rất là nghiêm. Những ngày này, không khí Giáng sinh tràn ngập giáo xứ Lực Điền, đồng bào Công giáo càng phấn khởi hơn vì đã đóng góp sức mình trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước theo tinh thần sống phúc âm, giữ lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo năm 2019-2020 do Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động, đến nay đã có 112 đơn vị doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ với số tiền trên 6 tỷ đồng. Trong đó có 45 đơn vị doanh nghiệp ủng hộ với số tiền trên 50 triệu đồng trở lên, tiêu biểu như công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hoàng, thị trấn Yên Mỹ 480 triệu đồng, tập đoàn An Phát 300 triệu đồng, tổng công ty may Hưng Yên 200 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc dệt kim Smartus Việt Nam, công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ bia rượu nước giải khát Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Hùng Hiền, công ty cổ phần nhựa Hưng Yên, mỗi đơn vị ủng hộ 160 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Phương 150 triệu đồng. Chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo năm 2019-2020 sẽ được Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức vào 20 giờ tối thứ Năm, ngày 26 tháng 12 năm 2019 sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mục đích của chương trình là biểu dương, vinh danh các cá nhân đơn vị doanh nghiệp tham gia thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, đồng thời vận động, kêu gọi các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân cũng chung tay ủng hộ, chia sẻ với người có công và hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở. Phấn đấu đến hết năm 2020, Hưng Yên sẽ hoàn thành xây dựng khoảng 1.000 nhà cho người có công và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Với phương châm sống là chia sẻ, thời gian qua trên địa bàn tỉnh ta đã xuất hiện nhiều các đội hội thiện nguyện tích cực giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống. Hơn một năm nay, đều đặn vào thứ Bảy, tuần thứ Tư hàng tháng, gia đình em Hoàng Minh Châu ở xã Trung Hương, huyện Yên Mỹ đã nhận được 10kg gạo và 300.000 đồng trợ cấp từ câu lạc bộ Thiện Nguyện Tâm Hương. Gia đình em Châu có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, em mồ côi mẹ lúc 7 tháng tuổi. Bố bỏ đi biệt tích, em phải sống cùng với bà ngoại đã gần 80 tuổi già yếu.
Vì vậy, sự hỗ trợ của câu lạc bộ chính là điểm tựa giúp gia đình em vượt qua những khó khăn, vất vả của cuộc sống. Hàng tháng, đã được các cô, các chú ở câu lạc bộ Tâm Hương đến động viên cháu và bà Lửa tặng gạo và tiền cho cháu. Cháu cảm ơn các cô, các chú ở câu lạc bộ. Em Hoàng Minh Châu chỉ là một trong 38 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Yên Mỹ đang nhận được sự hỗ trợ hàng tháng từ câu lạc bộ Thiện Nguyện Tâm Hương. Sau gần 2 năm hoạt động, câu lạc bộ đã thu hút được 45 thành viên tham gia. Các thành viên trong câu lạc bộ đầy đủ mọi thành phần lứa tuổi khác nhau, mỗi người hoạt động trong một lĩnh vực, nhưng ở họ, chung một tấm lòng thiện nguyện, họ tìm đến nhau với mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé sức lực và tình yêu thương của mình để giúp những hoàn cảnh khó khăn. Hội Thiện Nguyện Minh Tâm được thành lập từ tháng 1 năm 2018 với 22 thành viên. Hàng tháng, các thành viên đều dành 2 ngày cuối tuần để thăm và tặng quà các hoàn cảnh khó khăn. Sau gần 2 năm hoạt động, hội đã tổ chức được nhiều chương trình ý nghĩa như chương trình bữa cơm gia đình tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh, xây sửa chữa nhà công trình phụ cho 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 600 triệu đồng. Có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được cộng đồng giúp đỡ. Đó có lẽ là lý do mà tôi tích cực tham gia thiện nguyện với mong muốn là giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 80 câu lạc bộ, đội thiện nguyện tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện. Trong đó nổi bật lên là câu lạc bộ Tâm Hương, huyện Yên Mỹ và hội thiện nguyện Minh Tâm, huyện Phù Cừ. Trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, trợ giúp cho rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, trở thành địa chỉ đỏ trong công tác nhân đạo tại địa phương. Với tấm lòng thương người như thể thương thân, những hoạt động ý nghĩa của các đội hội thiện nguyện trong tỉnh ta đã và đang trở thành điểm tựa tin yêu của nhiều mảnh đời bất hạnh. Những ngày gần đây, tình trạng ô nhiễm sông Bắc Hưng Hải đoạn chảy qua các xã của huyện Yên Mỹ ngày càng trầm trọng, gây nên nhiều bức xúc trong nhân dân. Đây là hình ảnh tại sông Bắc Hưng Hải, khu vực cầu Lực Điền, xã Minh Châu. Người dân cho biết thời gian gần đây, nước sông luôn có màu đen kịt, mùi hôi thối, tanh nồng bốc lên rất khó chịu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe. Mặc dù ngành chuyên môn đã có kết quả nghiên cứu về mức độ ô nhiễm tại hệ thống sông Bắc Hưng Hải, nhưng tình trạng này vẫn kéo dài, chậm được khắc phục và xử lý. Hiện nay, người dân đang chuẩn bị lấy nước đổ ải phục vụ sản xuất vụ lúa đông xuân. Với nguồn nước bị ô nhiễm, năng suất và chất lượng của nông sản liệu có được đảm bảo? Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lò Thị Huyền, sinh năm 1987, trú tại xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, vào khoảng 18 giờ 20 phút ngày 17 tháng 12 năm 2019 tại số nhà 17, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tổ công tác Công an thành phố Hưng Yên bắt quả tang Huyền đang có hành vi tàng trữ trái phép 2 gói giấy bạc, bên trong có chứa các cục bột màu trắng nghi là ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi Huyền thuê trọ ở số nhà 17, đường Hải Thượng Lãn Ông, tổ công tác thu giữ nhiều gói giấy bạc có chứa các cục bột màu trắng. Qua giám định, vật chứng thu giữ của Huyền đều là heroin có tổng khối lượng là 6,288 gram. Tại cơ quan điều tra, Huyền khai nhận chuyên bán ma túy cho các con nghiện. Đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm thuê trọ nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng công an. Hiện vụ án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.